À, xin quý vị cho đoàn lên gia đình Phật tử Minh Quang một tràng pháo tay à, A Di Đà Phật nha. À, đoàn lân Minh Quang đang đến để chào mừng quý Phật tử. Thì các em đã sinh hoạt nhiều năm trong cái gia đình Phật tử, và hôm nay trong cái dịp học Phật, các em cũng muốn đóng góp một phần cho các em nhỏ thiếu nhi, con cháu của quý vị được vui. Xin quý vị cho đoàn lân gia đình Phật tử Minh Quang một tràng pháo tay nữa nha. Rồi thôi các em múa trong vòng 5-6 phút để nhường lại cái sân khấu cho chương trình văn nghệ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay nha các em.